Thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta, mỗi người đều trải qua những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp khác nhau trong bước đường theo Chúa. Sẽ có những lúc chúng ta thật sự mỏi mệt, sẽ có những lúc chúng ta thật sự bị tổn thương, đau đớn và muốn ngã quỵ nằm dài. Và rồi những đau thương trong cuộc sống vùi dập hay là tấn công, ma quỷ tấn công đời sống chúng ta. Whatever it is, tức là bất cứ trường hợp nào xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta chạy đến với Ngài và nhờ cậy nơi Chúa. Ngài chính là nguồn hy vọng tươi sáng. Giữa bóng tối đêm đêm mịt mù, cuộc đời đầy đảo điên. Giữa những lúc tâm hoang mang, lòng người lần ngã nghiêng. Nhiều lúc tâm trí nao sơn, niềm tin dao động chuyến lay. Dòng đời nhiều khi bấp bênh, lòng con người hay thay đổi. Giữa những bao tố phong ba điên cuồng, thuyền đời lắc lư. Giữa những nghi vấn đau thương, tình đời nhiều nỗi eo le. Đời có đôi lúc trong lòng người gian ngang và tối tăm, cuồng phong vây quanh tấn công làm cho tâm con bất an. Người nào mệt mỏi và nặng gánh ưu tư sầu cay, tiếc thương ai đang đứng đau trong tội lỗi ô dơ đang cay u sầu, ai đang chán chê vì đời sống mất đi niềm vui ước mơ, hãy chạy đến với Chúa Giêsu Christ, Ngài đang đón chờ anh. Người nào buồn chán trầm cảm rút lui vào bóng đêm tối thăm, ai đang đắng cay giận dữ những đau mình khắp nơi mệt nhoài, ai đang lạc bước cách xa thiên đàng của Chúa Cha yêu thương, mau mau trở về hôm nay trong vòng tay Giêsu thứ tha. Giữa những bắt bớ trong cuộc đời, một lòng tin Giêsu. Giữa những đau khổ khó khăn, nguyện cầu tìm kiếm mặt cha. Dù có gian khổ nguy nan, một lòng tin nơi Giêsu. Ngài là chỗ con an nghỉ, vui tươi hạnh phúc muôn đời. Mời quý vị đến với Chúa và để Chúa cất đi tất cả những đau thương ở trong cuộc sống của mình, tất cả những tổn thương có lẽ nhiều người đã làm cho quý vị tổn thương. Và ngày hôm nay hãy chạy đến với Chúa và thưa với Chúa, trao cho Chúa cái cục nghẹn, cái cục đắng hay là bất cứ những điều gì đang cản trở cuộc đời của quý vị đến với Chúa và được kết quả cho mình. Giữa bóng tối đêm đen mịt mù, cuộc đời đầy đau điên. Giữa những lúc tâm hoang mang, lòng nhiều người nhiều lần ngã nghiêng. Nhiều lúc tâm trí nao sơn, niềm tin dao động chuyến tay. Dòng đời nhiều khi bấp bênh, lòng con người hay thay đổi.
ba điên cuồng, thuyền đời lắc lư. Giữa những nghi vấn đau thương, tình đời nhiều nỗi eo lè. Đời có đôi lúc trong lòng người gian ngã và tối to, cuồng phong vây quanh tấn công làm cho tâm con bất an. Người nào mệt mỏi và nặng gánh ưu tư sầu cay, khiến thương ai đang đứng đau trong tội lỗi ô dơ đang cay. Anh đã đón chờ anh. Người nào buồn chán trầm cảm rút lui vào bóng đêm tối tăm, ai đang đắng cay giận dữ như đau mình khắp nơi mệt nhoài, ai đang lạc bước cách xa thiên đàng của Chúa Cha yêu thương. Mau trở về hôm nay trong vòng tay Giêsu thứ tha. Giữa những bắt bơ trong cuộc đời, một lòng tin Giêsu. Giữa những đau khổ khó khăn, nguyện cầu tìm kiếm mặt Cha. Dẫu có gian khổ nguy nan, một lòng tin Giêsu.